Đường già ơi, cô cứ đi. Đường già, xin dừng bước. Đường già, đường già này, cô xem đồng quán được mấy người, cô làm ăn gì nữa hả? Cô đấy, tôi thấy các cô vẫn nên đóng cửa cho rồi. Đường già à, tháng này đóng cửa không cho ai vào, tất nhiên chỗ chúng tôi không có người mới gì nữa rồi. Thôi bỏ đi, cút. Đường già, nhịn lâu như vậy rồi, xui xẻo. Thưa ngài, ngài đang cần con gái đúng không? Cô mới tới à? Tại sao không đi tìm Tú bà? Đến chỗ Tú bà cần phải ký giấy bán thân. Tôi chỉ muốn kiếm tiền nhanh. Đi theo tôi. Sao vậy? Đây là lần đầu tiên của người ta mà, thấy không quen lắm. Hay là tôi bóp dài cho ngài trước? Cũng được. Thoải mái không? Tốt lắm. Lại sao vậy? Thành xăm này chưa từng thấy à? Chưa ạ. Trông có vẻ rất ghê gớm. Tất nhiên là ghê gớm. Đây là vật tổ của quỷ đạo Minh chúng ta. Quỷ đạo Minh? Chưa từng nghe đến à? Tất nhiên là từng nghe rồi. Có sợ không? Sợ. Vật tổ này phải là đương gia mới có thể xâm nên. Nói cho cô biết, tôi chính là tam đương gia của quỷ đạo môn. Nào, ngài tuyệt quá, đây làm sao nữa? Người ta tò mò mà. Nếu ngài thực sự là tam đương gia, tới đây nào cưng. Vậy nhiệm vụ làm ăn lớn được có phần của ngài rồi. Tất nhiên. Tôi nghe nói 10 năm trước, băng thiết chảo bị diệt môn là do quỷ đạo Minh làm. Chuyện này là thật sao? Cô nhóc, cô còn kể thế mà cũng biết chuyện này à? Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Vậy khi ấy ngài có ở đó không? Tất nhiên là có. Vậy thì đúng rồi.